Hello, chào mừng tất cả anh em. Thì như đã hứa thì hôm nay mình sẽ lên đi giao tặng nick cho anh em và đây là một trong bốn nick ngon nhất anh em ơi. Đó, thì bốn nick đã hoàn toàn trắng thông tin rồi, anh em cứ yên tâm. Và cái nick cuối nhất thì mình đã hack vàng nhiều và cái nhỉ, hack vàng nhiều và quân huy nhiều. Đấy thì video trước mình đã show lên cho anh em xem rồi. Đó, thôi anh nào chưa xem thì anh em nào xem lại nhá. Đấy và thứ còn hai nick còn hai nick nữa thì lát nữa thì mình sẽ show cho anh em xem. Đấy và mình có một số lưu ý cho anh em này. Thì đầu tiên đó là tối nay đúng 9 giờ tối thứ bảy ngày hôm nay, tối nay nhá, đúng 9 giờ mình sẽ lên video lên livestream đó. Thì mình thông báo lịch 9 giờ tối nay thì mong cho để cho anh em sắp xếp để lên giao lưu. Ok. Và thứ hai này đó là cái gì nhỉ? Mình đã có bốn nick thì mình để tài khoản và mật khẩu hiển thị trên màn hình nhá, hiển thị bất kỳ. Ok, anh em xem đừng có tua nhá, không tua lại bỏ lỡ lại phí ra. Thứ hai này, thứ ba chứ, thứ ba là đó, anh em nào nhận được nick nhá, vui lòng comment là đã nhận được nick cho mình. Đấy, có bốn nick thôi mà anh em không comment lên được thì đúng là mình uổng quá, mình buồn lắm. Đấy thì anh em vui lòng comment lên cho mình. Và thứ ba này rất rất là quan trọng luôn, đó là khi nhờ anh em nhận được nick nhá, anh em nào nhận được nick thì vui lòng comment đã nhận được nick kèm theo nhá, cái này rất quan trọng này, kèm theo đó là những cái gì mình đã show lên nhá, như quân huy này, vàng này, các thứ mình hack cho ấy. Đấy, mình lát nữa mình show lên cái hai nick kia ấy. Đó, có những gì anh em nhờ, anh có những gì mình hack được mình show lên cho anh em. Đấy, anh em nào nhận được nick ok thì anh em comment đã nhận được nick kèm theo cái những có đầy đủ những cái thứ mà mình hack cho anh em không, như vàng với con huy đấy, các thứ mình hack cho đấy. Đấy anh em, cái này rất quan trọng nhưng mình rất cần những cái comment đó. Thì anh em nào nhận được nick thì vui lòng comment lên cho mình đó, thì comment là đã nhận được nick kèm theo có đầy đủ những gì mình hack cho không. Ok, đó, cái này rất quan trọng nên là mình rất là chân thành cảm ơn những ai đã nhận được nick và comment lên đầy đủ cho mình. Ok đó, và mình xin chúc tất cả anh em có một thứ bảy cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc nhá. Đó, anh em hãy nhanh tay, anh em hãy cái nhỉ, sau đây thì anh em mình sẽ show nick và cho nhạc lớn lớn một tí để anh em nghe và nhanh tay comment, nhanh tay sở hữu cho mình một nick. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.
谁知道海誓山盟。